Xin chào anh chị và các bạn, đây là sản phẩm HyperJoule, sản phẩm sạc nhanh 100W bằng công nghệ GaN USB-C. Sản phẩm này chúng ta sẽ được bảo hành trong vòng 24 tháng. Mã sản phẩm sẽ nằm ở dưới này. Và đây là bên trong hộp sản phẩm. Đây là bên trong hộp sản phẩm với công nghệ GaN toàn bộ để giúp cho cục sạc của chúng ta an toàn hơn. Và chúng ta sẽ có 4 cổng, đó là 3 cổng USB-C và một cổng USB-A 18W. Tất cả các cổng này sẽ được hoạt động chia đều điện. Chúng ta sẽ có một vít cắm mở ra và gắn lại rất là dễ dàng. Ngoài ra thì chúng ta có thể nâng cấp tốc sạc này lên đến 1500W bằng cách là chúng ta gắn thêm một cục sạc Hyper giống như này lên phía trên đầu. Và đây là toàn bộ sản phẩm của HyperJoule.